Mến chào các khán thính giả thân thiết đã trở lại cùng kênh của chúng tôi trong video hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày mới thật nhiều niềm vui, may mắn trong công việc, bình an trong cuộc sống và đừng quên cập nhật những video mới nhất của kênh chúng tôi mỗi ngày nhé. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tìm lý do cho việc vì sao có những người phụ nữ không quá nổi bật về ngoại hình hay học thức nhưng lại vẫn khiến đàn ông si mê cả đời. Có điều gì thu hút ở họ? Hay nói cách khác, bí quyết để trở thành người phụ nữ hạnh phúc, được đàn ông tôn trọng, yêu mến ở đời là gì? Dưới đây là 7 bí quyết ấy, cùng theo dõi nhé! Đàn bà biết 7 điều này, đàn ông sẽ mê mệt, cả đời muốn đeo bám. Là đàn bà hơn nhau ở cách sống. Người phụ nữ khôn ngoan luôn có những cách sống khiến cho đàn ông luôn tôn trọng, say mê theo năm tháng. Dưới đây là 7 điều mà đàn bà cần phải nhớ kỹ để cho đàn ông mê mệt, đeo bám suốt đời. Thứ nhất, đàn bà dại cột đời mình vào đàn ông, chỉ sống vì người khác. Phụ nữ khôn, họ sống cho bản thân đầu tiên. Đàn bà khôn thì không ích kỷ, mà là chủ động trong cuộc sống của mình. Vì vậy mà sẽ không bị động để cho ai sắp đặt hay là ảnh hưởng. Cách tốt nhất để một người phụ nữ giữ được chân người đàn ông, không phải là cứ bám lấy họ, mà phải biết dành thời gian cho bản thân, cân bằng với thời gian dành cho gia đình. Phụ nữ mà quá sống vì gia đình không phải là một điều tốt cho bản thân của người đó. Phải có trách nhiệm với chính bản thân mình. Đàn ông họ sẽ thấy cảm phục với một người phụ nữ biết hy sinh vì gia đình, nhưng mà chưa chắc họ đã chung thủy với một người vợ bỏ quên bản thân vì gia đình mình. Đối với phụ nữ thì gia đình là hạnh phúc, là một điều may mắn. Nhưng mà hơn nhau vẫn là bản thân biết yêu thương hay là chăm sóc cho chính mình. Khi phụ nữ mà biết quý trọng, chăm sóc cho bản thân thì chồng cũng sẽ biết yêu chiều bạn hơn. Thứ hai, đàn bà dại sống hết mình, không cần đáp trả. Phụ nữ khôn làm gì cũng muốn người khác đáp trả lại. Cách sống của phụ nữ từ trước cho tới nay thường là sống vì gia đình nhiều hơn. Phụ nữ cho đi yêu thương mà ít khi họ đòi hỏi được yêu thương như thế nào. Nhưng mà một người đàn bà thông minh, họ sẽ luôn muốn được đáp trả, ghi nhận và không muốn bị người khác xem những gì họ cho đi là một điều đương nhiên. Chính vì thế, thay vì chỉ biết cho mà không có được nhận, thì phụ nữ hãy học cách đòi hỏi, chăm sóc, yêu thương từ chồng mình. Thay vì một mình gánh vác chuyện trong nhà, thì hãy để chồng của bạn san sẻ cùng với bạn. Cho đàn ông trách nhiệm với gia đình, vợ con cũng chính là cách để gìn giữ một gia đình. Thứ ba, phụ nữ sống không nên thực dụng nhưng nên thực tế với đồng tiền. Phụ nữ sống thì đừng quá phụ thuộc vào chồng mình, đặc biệt là về tiền bạc. Đừng bao giờ để cho đàn ông có cái quyền cho bạn tiền mỗi tháng. Phụ nữ kiếm ít tiền cũng được, nhưng mà phải độc lập về tài chính. Phụ nữ cần chồng nuôi cũng được, nhưng mà ít nhất cần phải có tiền của mình. Trong hôn nhân, nếu như phụ nữ không có tài chính thì sẽ không bao giờ có tiếng nói bình đẳng với chồng. Phụ nữ mà chăm chút cho gia đình là giỏi, nhưng mà biết kiềm chế thì lại càng khôn ngoan hơn. Hãy đầu tư học hỏi việc kiếm tiền như là buôn bán kinh doanh. Không ai nói rằng việc kiếm tiền là của đàn ông cả. Chính vì thế mà đừng bao giờ giới hạn bản thân với việc gia tăng tài chính. Thứ tư, người đàn bà hạnh phúc không phải là người may mắn nhất, mà là người biết thỏa mãn với những gì mà mình đang có. Sống hạnh phúc là một loại trải nghiệm biết đủ với những gì mà mình đang có. Phụ nữ sống cần phải thực tế thì mới được hạnh phúc. Mơ mộng mà quá xa, quá lấp lánh thì chỉ khiến cho phụ nữ dễ thất vọng rồi lại khổ đau. Chuyện gì mà cần nhớ thì nhớ, cái gì mà cần buông thì đừng bao giờ giữ. Bình yên trong lòng mới là điều quan trọng nhất đối với phụ nữ. Thứ năm, người đàn bà khôn ngoan không sống trong so đo. Họ không muốn bản thân của mình trở nên tầm thường khi mà luôn sống mà để so sánh với những người khác. Quan trọng là nhìn rõ cuộc đời của mình, biết đâu là một đích đến mà mình cần phải vươn tới. Phụ nữ
hơn nhau chính là cách nhìn nhận về bản thân và hạnh phúc với cuộc sống của chính mình. Thứ sáu, đối với phụ nữ thì tha thứ là một bài học khó nhưng mà đáng giá. Tha thứ cho người khác, lòng của bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Bao dung với chính mình thì bạn sẽ thanh thản hơn. Sự bình yên trong nội tâm sẽ khiến cho thần thái của phụ nữ trở nên rực rỡ hơn rất nhiều. Đó mới chính là lúc đàn bà thu hút và hấp dẫn nhất. Thứ bảy, người phụ nữ khôn ngoan sống bằng niềm vui. Ngay cả khi cuộc sống không có được ưu ái cho họ nhiều niềm vui mà lại đầy tổn thương bất hạnh, thì họ vẫn tìm kiếm niềm vui trong mỗi một ngày để mà tự động viên lấy chính bản thân mình. Sống tích cực thì không dễ. Đó chính là một quá trình chống lại những gì mà không hài lòng và bất hạnh ở trong cuộc sống. Đó chính là con đường cố vực dậy chính mình khi mà bị cuộc đời ngược đãi. Nhưng mà phụ nữ mà sống tích cực thì sẽ kiên cường và mạnh mẽ hơn. Các bạn thân mến, chúng ta vẫn nói phụ nữ hơn nhau là ở tấm chồng. Thấy chị em nào lấy được chồng giàu sang là phán ngay rằng chị em đó thật may mắn. Nhưng liệu có phải cứ lấy chồng giàu sang là sung sướng, ăn trắng mặc trơn như nhiều người vẫn nghĩ không? Phụ nữ sướng nhất là khi lấy chồng có 10 đồng mà chẳng tiếc cho bạn 9 đồng kia, thưa các bạn. Cùng chúng tôi phân tích về vấn đề này trong video sau đây nhé. Phụ nữ thông minh, thấy đàn ông giàu, chớ dại mà ham. Phụ nữ có chồng giàu dĩ nhiên là rất tốt. Nhưng mà nếu một người đàn ông tính toán, so đo với vợ từng đồng, từng hào một thì không gì khổ bằng. Phụ nữ mà muốn sướng thì hãy lấy người mà có 10 đồng mà chẳng tiếc cho bạn 9 đồng. Phụ nữ may mắn nhất là lấy được chồng giàu là tốt. Khi phụ nữ có một người đàn ông tài giỏi, giàu có, làm ra tiền, rồi thì kinh tế tốt, cuộc sống hôn nhân cũng sẽ dễ dàng hơn. Không phải là lỗi lo về tiền bạc, cơm áo gạo tiền. Thế nhưng, không phải bất kỳ một người đàn ông nào giàu có cũng có tính cách phóng khoáng và chiều chuộng vợ mình. Thậm chí, có nhiều người đàn ông, mặc dù là giàu có đấy, nhưng mà tính toán thì bủn xỉn, từng đồng, từng hào. Vợ thì đừng có mơ mà động vào tiền của anh ta. Phụ nữ hiện đại thì vốn rất là thực dụng. Thế nhưng, đừng chỉ nhìn thấy đàn ông giàu mà cứ hám, mà quan trọng nhất là bản chất của anh ta là người như thế nào. Giàu mà keo kiệt, bồn xỉn, coi trọng tiền bạc, coi trọng vật chất, tự cho mình là trung tâm của vũ trụ, gia trưởng, coi thường vợ, thì liệu làm vợ với một người đàn ông như vậy, phụ nữ liệu có sướng hay không? Người phụ nữ trong hôn nhân chỉ thực sự sung sướng khi mà lấy được một người đàn ông có thể giàu sang hay là không, nhưng mà yêu thương, chiều chuộng vợ mình hết mực. Đối với anh ta thì vợ là số 1, tiền bạc vật chất chỉ là thứ yếu. Đàn ông mà có 10 đồng thì chẳng tiếc cho bạn 9 đồng, không có tính toán, không bủn xỉn, không đay nghiến, không có so đo hơn thiệt, chứ không phải là người đàn ông có 10 đồng mà cũng không muốn cho bạn dù chỉ 1 đồng. Mà có cầm được tiền của họ thì cũng chẳng thể nào vui vẻ hay là thoải mái gì. Cuộc sống hôn nhân mà như vậy thì bạn chẳng có khác gì người ở cho họ, cho gia đình họ. Bảo sao thì làm vậy, cho đâu thì được đấy, không có quyền và không có tiếng nói. Bạn tôi vỡ mộng bởi vì lấy được một ông chồng gắn mác là nhà giàu. Anh ta là một chủ công ty nhỏ, có xe hơi, có nhà đẹp. Bạn tôi thì ngoại hình cao ráo, dễ nhìn. Vì thế, hai người đúng là trời sinh ra một cặp. Bạn bè rồi thì người thân, ai cũng nghĩ rằng bạn tôi có số sướng quá. Từ nay thì yên tâm mà làm bà chủ rồi, chẳng có phải cong lưng lo cơm áo gạo tiền nữa. Nhưng mà cưới nhau về rồi thì bạn tôi mới biết rằng anh chồng đó thì lại thuộc cái dạng đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành. Anh có một tuổi thơ rất nghèo khó và cơ cực, đói ăn rồi thì thiếu mặc là chuyện như cơm bữa. Lớn lên rồi thì có cơ hội ra thành phố làm việc, nhờ nhanh nhẹn giỏi giang rồi thì tích lũy được một số vốn, rồi cuộc sống mới khá lên từ đó. Nhưng mà khi người ta có tiền thì lẽ ra
người ta sẽ sống thoải mái hơn. Nhưng mà anh này thì lại không. Anh ta trân trọng từng đồng tiền kiếm được tới mức keo kiệt. Anh sợ mà mình mất đi những cái gì mà mình đổ mồ hôi thì mới có được. Bạn tôi nấu ăn thì anh ta sẽ tỏ vẻ khá chịu, bởi vì bạn tôi mua quá nhiều đồ đắt tiền. Bạn tôi thì có thói quen là hay ngồi uống nước, rồi thì cà phê với bạn bè. Anh ta cũng bảo phí tiền, không có cần thiết. Mọi vật dụng trong nhà nếu mà bạn tự ý mua thì sẽ bị anh ta than phiền, cầu nhau trong suốt cả tháng. Mang danh thì là giám đốc, nhưng mà anh ta ăn uống thì kham khổ. Buổi sáng thì anh ta ăn mì tôm hoặc là bánh mì, trưa về, tối về lại ăn cơm. Anh ta bảo vợ nấu thì nấu đơn giản thôi, chỉ cần luộc rau, chiên trứng, thi thoảng thì mua ít thịt, ít cá. Tiền khổ sở kiếm được không có được tiêu xài hoang phí, để dành cho tương lai sau này. Bạn thì cũng đi làm, bạn lấy tiền của chính mình để mua sắm quần áo, son môi, túi sách. Nhưng mà chồng nhìn thấy thì lại cũng cảm giảm. Anh bảo rằng bạn sống phung phí như thế thì chẳng mấy hồi ra đường mà ở đấy. Bạn nghe nghẹn đắng mà không thể nào nói lên lời. Hiếm khi rằng hai vợ chồng đi ra ngoài ăn. Thì thoảng thì bạn muốn đi du lịch, chơi xa để mà giải trí, nhưng mà chồng của bạn không hề có suy nghĩ đó. Bạn biết số tiền tiết kiệm trong sổ của anh lên đến tiền tỷ, nhưng mà để làm gì khi mà một đồng anh cũng ki bo với vợ của mình. Đàn ông họ hơn nhau không phải là trong ví của anh ta có bao nhiêu tiền, mà hơn nhau ở chỗ anh ta sẽ vì bạn mà tiêu bao nhiêu tiền. Vật chất đối với đàn ông thực sự rất quan trọng. Khi mà yêu thương một người phụ nữ thật lòng thì họ sẽ cho đi chẳng hề tiếc nuối. Khi và chỉ khi sống với một người đàn ông sẵn sàng cho đi như thế thì phụ nữ thực sự mới có hạnh phúc. Phụ nữ có chồng giàu dĩ nhiên là rất tốt, nhưng mà cưới chồng có 100 đồng mà dè sẻn với vợ từng đồng một thì không có gì mà khổ bằng. Đàn ông họ có muôn vàn tật xấu như là rượu chè, cờ bạc, hút thuốc, rồi thì lười biếng, vân vân. Những thứ đó có thể hiểu và thông cảm được. Còn một người đàn ông mà ki bo, keo kiệt thì không bao giờ đáng mặt nam nhi cho lắm. Phụ nữ thì đừng bao giờ làm lấy chồng giàu. Hãy lấy người một người mà có 10 đồng mà chẳng tiếc cho bạn 9 đồng. Vật chất đối với đàn ông rất quan trọng. Khi họ yêu thương một người phụ nữ thật lòng, họ sẽ cho đi không tiếc. Khi và chỉ khi sống với một người đàn ông sẵn sàng cho đi như thế thì phụ nữ mới có hạnh phúc thực sự. Đàn bà khôn ngoan chính là sự lựa chọn một người chồng như vậy.